Thì đây là cái cây máy mà tôi vừa mới nhập lại của khách Khách bán lại cho bên tôi mà mặc dù cây máy này là không mua của bên tôi nhá nhưng tôi nhập lại bằng giá yết ở web trừ đi đúng có 500 nghìn thôi nha Tại vì khách bảo hành cho tôi một tháng Cái chính sách lên đời này xuống đời này đổi ngang bên tôi đấy Là cứ lấy giá yết hai con máy ở trên web trừ đi cho nhau Lên đời thì ông cộng thêm 500 nghìn vào cái khoản tiền đấy ông đưa cho tôi Xuống đời thì tôi trừ đi 500 nghìn vào cái khoản tiền đấy tôi đưa cho ông Còn nếu đổi ngang đấy ông đưa tôi mỗi 500 nghìn thế thôi Và cái chính sách này của tôi áp dụng cho tất cả mọi sản phẩm Kể cả những sản phẩm không mua của tôi nhé Chứ không phải chỉ có áp dụng cho những cái sản phẩm mua của tôi Và trên web hay là mọi lần tôi nói đấy Tôi cũng nói rõ rồi Các ông phải hình dung là lưu ý là lấy giá niêm yết Hai sản phẩm ở trên web trừ đi cho nhau Chứ không phải lấy giá ở trên pet Theo kiểu đấy là giá even trừ đi giá niêm yết ở web Và có nhiều ông gọi điện đến Nhân viên nó đã giải thích rõ ràng rồi Nhưng đến khi tôi làm video đấy lại vào comment theo kiểu đấy này Ui giời ơi Nói thì hay thế thôi Đến lúc lên đời mới biết Nên đời là nó bắt mua theo giá web Chứ nó không cho mua giá ở pet Chứ đừng có nghĩ mua được giá ở pet của nó Thế bây giờ mấy ông khôn hết phần thiên hạ à Tôi nói này Giả sử như một cây iPhone 15 Plus Tôi đang bán lên trên pet tôi giảm 600 nghìn Thế ông mang cây iPhone 15 Plus của ông qua Ông bắt tôi nhập theo giá niêm yết ở web Mà giá niêm yết ở web đấy thì trừ có đúng 500.000 tiền phí lên đời. Thế vậy tính ra nếu mà ông đổi giữa hai con máy là tôi lại phải đưa lại cho ông 100 à? Tôi đưa lại cho ông 100, sau lại phải bảo hành lại cái cây máy tôi vừa lên đời cho ông. Mà trong khi cái cây máy ông đưa cho tôi, ông chẳng bảo hành cho tôi một ngày nào cả. Ơ thế ông heo khôn hết phần thế nào à? Lưỡi không có đốm chân ông có huyền đề không đấy Mà giải thích rồi chứ có phải là không giải thích đâu thế mà lên video vẫn ngồi cắn mông được thế mới tài còn nhiều ông vào bảo đấy là ui giời ơi, bảo đấy là nó mua được bằng giá niêm yết ở web làm gì có thằng nào mua bằng giá niêm yết ở web mày cứ thử ma một cái máy zin nguyên bản đẹp như cái máy tao bán mang qua đây mà xem tao mua bằng giá niêm yết ở web trừ đi đúng một triệu nếu mày không bảo hành còn nếu bảo hành một tháng nhá như khách này đang bảo hành cho tôi này tôi nhập bằng giá niêm yết ở web trừ đi đúng có 500 trăm nghìn thôi nhá đó tất cả mọi sản phẩm chỉ cần nó là hàng zin nguyên bản Nhớ nhá, chỉ cần nó là hàng zin nguyên bản. Hình thức đẹp như những cây máy mà tôi bán ra. Còn nhiều ông bảo đấy là bây giờ có một chấm tí tí mà nó trừ cả triệu. Chấm tí tí của ông nên thế nên nếu ông mua ông có mua con máy đấy mà với cái giá đi biết không? Ông có mua cái con máy chấm tí tí đi không? Ờ, à, thế ông có mua cái con máy giá chấm tí tí đấy không? Ông cầm con máy chấm tí tí của ông, ông so với con máy của người ta xem nó có đẹp bằng con máy của người ta không? Mẹ châm tí tí của ông, cái tí của ông đấy, nó to như là, to như ngón tay cái đấy, chứ có vẻ là cái loại tí, tí gì đâu. Thế nên là ở đây đấy, nói cái gì nó phải có cơ sở một chút. Muốn cắn đau, cắn chuẩn đấy, thì phải mài răng đi, mẹ răng thì cùn, cứ đòi cắn, cắn trắng chuẩn đi đấy đâu cả. Thế nên là nó chẳng đau Tôi nói thật nó không đau nhưng mà gây ra cái hiện tượng ức chế Nhiều khi đấy tôi làm video tôi đã không đọc comment rồi Tôi đã rất lười đọc comment Rất lười đọc trả lời tin nhắn tin dùng Để nó đỡ đau đầu Tôi làm video rồi Nhưng mà nhiều lúc cứ thấy cái bọn nó cứ sủa đỏng như chó sủa ma này nhìn cay Thế nên là thôi Cái video này đấy không dành cho những cái bác nào là khách của bên em nhá Không dành cho những bác nào là khách của bên em mà dành cho mấy cái thành phần đấy là nó cứ ối rồi ôi ơi, nó ngồi nó à ơi thế này thế kia đấy dành cho mấy thành vật đấy nên nghĩ lại đi ở đây đấy bọn anh làm thật ăn thật chi anh không phải nói phép kiếm tiền thế nhá